no one. Go! This is how we say hello in Zon. Vợt mèo trắng, tính đường cho chồng, đi nuôi bồ nhí ẩn vùng. Sững sờ trước sự thật về mối tình của chồng mình và cô tiếp viên quán nhậu mà chồng tôi từ thú. Tôi đã sốt nhẹ khi những tuần những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Ngay từ khi yêu nhau, tôi và Mạnh đã thống nhất sẽ cố gắng làm lụng tích góp để đến một ngày trở thành con một. Nhà chúng tôi sẽ có một căn hộ chung cư mini an cư mà lập nghiệp tại thành phố này. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Và dồn cả tiền mừng cưới của đôi bên bố mẹ, họ hàng, bạn bè và cả khoản tiết kiệm bấy lâu nay của hai đứa cũng chỉ đủ làm chủ được nửa căn hộ đã nhắm sẵn đó. Thôi thì nước tới đâu, bèo tới đó. Vợ chồng tôi đành chấp nhận thuê nhà trọ. Số tiền còn lại để Mạnh đứng tên gửi ngân hàng. Rồi vợ chồng xin năng tăng ca, tăng kíp, dần dần thêm, may ra có được cơ hội mà được. Nhưng thật buồn, vì các cơ hội chỉ cần thời gian để vợ chồng chăm chỉ làm ăn và đạt được nó đã vượt khỏi tay chúng tôi. Vì trong 3 năm, tôi sinh liên tiếp hai cô con gái. Bố mẹ tôi đều ở xa, ông ta có thương con, thương cháu, thì cũng đỡ ăn vào xa cửa. Nhiều lắm là đơn giản. Trong khi đó, do sinh con dày, sức khỏe của tôi không đảm bảo đủ sữa để nuôi con, nên cả hai bé đều hay đau ốm. Vậy là tìm vào nhà kho như gió vào nhà trống. Vợ chồng tôi đã không thêm vào sổ tiết kiệm được đồng nào, mà còn thường xuyên phải rút ra để chi cho cuộc sống gia đình và lo cho hai con nhỏ mỗi khi chúng qua bệnh. Tôi là một công nhân trong dây chuyền sản xuất và xuất khẩu của xí nghiệp. Mỗi lần tôi nghỉ việc do có bố hay tôi bệnh,